Lão gia vừa mang ngoại thất về nhà, nào ngờ lại bị ăn dưa rồi. Khởi bẩm phu nhân, lão gia đã trở về, còn mang một người đang ở trong viện của lão phu nhân. Ta đang tiếp khách ở chính sảnh, Lâm An về không đi tiền sảnh, mà lại đi thẳng ra hậu viện. Đây là đạo lý gì? Hệ thống nhắc nhở hậu viện có dưa lớn. Chủ nhân, nhanh chóng đi gặm dưa. Mẹ, hôm nay con lại mặt còn chưa kịp dẫn tướng công đi gặp tổ mẫu. Tổ mẫu rất trọng lễ tiết, liệu người có trách con không? Rõ ràng là muốn ăn dưa, còn nói ra vẻ đường hoàng như vậy, thật không biết giống ai. Sau đó mẫu thân dẫn Chu Vân Sinh và Lâm Muội Muội tới viện của lão phu nhân. Lần trước tới đây, lão bà tử bắt ta quỳ 3 ngày ở từ đường, lần này không biết lại xảy ra chuyện gì. Tới rồi, nữ nhân này chính là ngoại thất của Giang An, thân mẫu của Giang Lưu Ly. Những năm qua họ luôn ngấm ngầm qua lại, lão bà tử lại che giấu cho họ. Lão bà tử bề ngoài làm ra vẻ hiền từ, thực tế sau lưng lại chê bai mẫu thân ngươi, bôi nhọ thanh danh của bà, cũng là để chuẩn bị thôn tính nhà họ Tưởng. Lần này đem người về cũng là ý của bà ta, họ chuẩn bị ra tay với đại ca cô. 23 năm qua ta làm dâu hầu hạ mẹ chồng, chăm con dạy cái, đem hết tinh lực dồn vào nhà họ Lâm. Không ngờ rằng họ chẳng những liên kết với người ngoài nhòm ngó tài sản nhà họ Lâm, mà còn muốn ra tay với con trai ta. Lâm An thật tàn nhẫn, nghe nói tướng công đã mang họ hàng đến, sao không để ta gặp mặt? Uyển Nhu bái kiến tỷ tỷ, lâu nay nghe biểu ca nói tỷ tỷ là tiểu thư danh giá, khí chất phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên đúng như lời. Từ lâu nghe danh không dám quấy rầy, nhưng ngươi nghe từ miệng huynh ấy khi nào vậy? Ta chỉ nói mấy lời khách sáo, không ngờ lại bị bắt bẻ. Lâm An vội cười lớn để xua đi sự ngột ngạt. Ta và biểu muội tình cờ gặp nhau mấy ngày trước, liền nhắc đến nàng, phu nhân. Biểu muội cô độc không nơi nương tựa, ta muốn đưa nàng vào phủ đệ, nàng thấy thế nào? Đồng tử, ngươi xem diễn xuất của phụ thân ta, thật tuyệt vời, thật không thể chê. Không trao giải Oscar cho ông thì thật là có lỗi. Oscar là gì? Ta không biết, ta nhớ trong diễn biến sau, khi bà ta đến kết thân đủ chuyện, cùng mẫu thân ta như chị em, ngầm đưa thuốc hại mẫu thân, mưu đồ biến bà thành người điên. Ta có nên nhắc nhở bà ấy không? Thôi bỏ đi, không xen vào nhân quả của người khác. Mẫu thân, tự cầu nhiều phúc đi. Đứa nhỏ vô tâm, dù ta có mù quáng, thiệt thòi ngươi, nhưng dù sao ta cũng mang thai 10 tháng sinh ra ngươi, mà ngươi lại đối xử với mẫu thân mình như thế đấy. Đã là biểu muội thì cứ ở Nam Viện đi. Nam Viện, mẫu thân ơi, Nam Viện vốn là nơi dành cho khách, sao có thể để người nhà ở đó? Ồ, ngươi cho rằng Nam Viện bất ức cho nàng, vậy có cần đem Hải Đường Uyển của ta nhường lại cho nàng không, để nàng ở đó? Mẫu thân, con không có ý đó. Ta biết ngươi không có ý đó, mẫu thân chỉ là nói đùa thôi. Trước khi Lâm Muội Muội trở về, ngươi cũng đề nghị để con bé ở Nam Viện. Ngươi nghĩ điều muội này thanh cao hơn cả Nguyệt Nhi sao? Nguyệt Nhi có thể ở đó, sao nàng không thể ở? Huống chi ăn mặc ở phủ thượng thư còn tốt hơn ở ngoài nhiều, cũng không bất ức cho nàng. Không ngờ Lưu Ly lại phản ứng lớn như vậy, xem ra ngươi và điều muội của tướng công rất hợp nhau. Phu nhân, ta nghĩ dù Nguyệt Nhi đã gả đi, nhưng đây vẫn là nhà mẹ của nàng. Vạn nhất nàng trở về thấy viện của mình bị người khác chiếm, không tránh khỏi trong lòng khó chịu. Không đâu, ta định cho Lâm Muội Muội ở Đông Ly Viện. Cái gì? Mẫu thân, Đông Ly Viện là chỗ con ở mà. Nếu nàng ở đó thì con ở đâu? Lưu Ly, sao ngươi lại không biết điều như vậy? Muội muội đã chịu khổ bao năm ngoài kia, trở về cũng chưa hưởng được bao nhiêu ngày tốt lành. Nay nàng dù đã gả đi, nhưng nếu nàng quay về, tất phải ở lại Nam Viện. Hôm nay ta gặp nàng, hầu gia đối đãi cũng không tệ. Nếu chúng ta để nàng chịu ủy khuất, cơn giận của hầu gia ai dám gánh vác hả? Thật là vô lý. Cái nhà đầu bẩn thỉu kia, đức tính gì ta còn không biết sao? Nếu nàng có thể lấy lòng Nam Hầu, ta sẽ ôm cây cọc gỗ chạy 3 vòng quanh phủ. Nếu lão phu nhân đã nghiêm trang vậy, thì bản hầu không cản trở nữa. Thất gia, đi chọn cho lão phu nhân một cây cọc gỗ nhẹ chút, đừng để bà ấy chạy nửa đường mà trượt lưng. Hầu gia sao đến nội viện mà không báo trước? Chúng ta sao kịp nghênh đón? Bản hầu lần đầu ghé thăm, Lâm gia lại để bản hầu phải vào bằng cửa sau. Đến khi bản hầu không kịp lên, lại bày ra một bàn cọ cho bản hầu. Bản hầu nào dám thông báo nữa? Ta nói, sao mặt mày đại phản diện lại khó coi thế? Hóa ra là tức giận rồi. Lâm An, bản hầu chỉ hỏi ngươi, phu nhân của hầu phụ ở Đông Ly Viện có vấn đề gì không? Không vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Đóng cửa lại, ta làm gì cũng được. Nhưng trước mặt Chu Vân Sinh, ta không dám thở mạnh. Nhưng chuyện này cũng nhỏ thôi, cứ đồng ý trước đã, đợi người đi rồi hãng tính sau. Dù sao cũng không để Lưu Ly chịu chút ủy khuất nào. Ha ha ha. Đến tối, hệ thống lại báo Lâm Muội Muội có dưa ăn. Nghe nói Uyển Nhu đang cãi nhau với cha người đó. Muốn đi nghe không? Có dưa, muốn. Mau dẫn đường cho ta, ta muốn lén lút đi. Ai ngờ vừa đến cửa đã gặp nhị ca của cô. Lâm Muội Muội, uổng công ta trước kia còn coi ngươi như em gái, nay ngươi lại liên kết với người ngoài ức hiếp Lưu Ly. Mau trả lại viện cho ta, và đi xin lỗi Lưu Ly cùng ta. Cái tên ngốc này kêu to làm gì? Suýt nữa làm ta sợ mất cả dưa. Dưa nào? Nhị ca Lâm Trần, ở nhà họ Lâm đối với ta cũng không tệ. Tiếc là cũng là kẻ ngốc, hắn nghĩ cha cho hắn tiền, lại còn để hắn ra ngoài chơi bời là tốt cho hắn, là để hủy diệt hắn. Nhà có một người giỏi đã đủ làm cha đau đầu rồi, thêm một người nữa thì phải mượn đất nhà bên để mà chôn thôi. Tội nghiệp nhị ca, rõ ràng là một tiểu soái ca, làm mê đắm biết bao cô gái nhỏ,
lại bị Lâm Lưu Ly và phụ thân hai bên nuôi thành một tiểu tử mập mạp. Sau này ngươi không tìm được thế tử tốt thì chỉ có thể dựa vào bọn họ mà chịu sự điều khiển thôi. Phụ thân không chỉ đối xử tốt với ta, sao có thể là hủy diệt chứ? Còn Lâm Lưu Ly đưa cho ta đồ ăn khuya, dẫn ta ra ngoài chơi là hại ta ư? Ta không tin chút nào. Đồng tử ngươi nói nhị ca ta sao ngây thơ thế? Hắn rốt cuộc ăn gì mà lớn lên vậy? Một chút thông minh cũng không có. Có lẽ là giống nhị cữu cữu của ngươi, bọn họ đều không thích đọc sách. Nhị cữu hiểu hắn thích giả bệnh, hắn bèn học theo kiểu nha đầu trong phủ, chạy đến trước mặt mẫu thân ngươi nói rằng dưới thân chảy máu, còn đau bụng nữa, nhất định là kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Sau đó mẫu thân ngươi treo hắn lên đánh một trận. Ha ha ha, đầu óc kiểu gì vậy? Tiểu cô nương còn chưa có kinh nguyệt, hắn lại dám nói như vậy, tên này đúng là đáng yêu. Nhị ca còn làm gì thú vị nữa không? Nhiều lắm, như lúc hắn 3 tuổi, thấy ngươi cười ngốc nghếch trước một con ngựa, liền đòi làm ngựa cho ngươi cưỡi, còn nói sợ ngươi bị ngã, nên làm một chiếc yên ngựa nhỏ tự đeo lên, mỗi ngày chạy 4 chân trong nhà. Còn khi hắn 6 tuổi, vì để tránh đọc sách, nhân lúc đại ca ngươi ngủ, kéo quần của đại ca ngươi rồi dán vào chân bàn, kết quả bị đồng học của đại ca nhìn thấy, hậu quả là một trận đòn, còn bị đại ca phạt chép lại tư trị thông giám 100 lần. Lúc hắn 7 tuổi, thấy tiểu nha đầu nhà hàng xóm rất đáng yêu, liền muốn theo đuổi nàng, hắn liền mang món đồ mình thích tặng cho nàng, sau đó bị tiểu cô nương đó đuổi đánh. Không thể nào, rốt cuộc hắn tặng gì vậy? Dế, run đất, còn có đùi gà và đầu thỏ. Nói nhị ca ta ngốc thì đúng là ngốc thật, nhưng cũng khá ngây thơ đấy, ha ha ha. Đúng lúc này, tiếng động từ sau núi Giả Sơn vang lên. An Lang chẳng nói xem có phải bọn họ phát hiện chuyện của chúng ta không? Ta luôn cảm thấy bất an. Đến rồi, đến rồi, bọn họ định bắt đầu mưu hại Lâm gia thật rồi. Không thể nào, ta che giấu rất kỹ suốt những năm qua, không để lộ sơ hở chút nào. Có lẽ là vì Trấn Nam Hầu mới có sự khác thường. Ta đã sớm nói rồi, để Lưu Ly gả cho Trấn Nam Hầu làm kế mẫu thì có sao? Phủ Trấn Nam Hầu gia đại nghiệp đại, chỉ cần nó chú tâm một chút, còn sầu không kiếm được lợi ích. Bây giờ lại rơi vào tay Lâm muội muội, nhìn nó dựa vào phủ hầu mà vênh váo, ta chỉ hận không thể diệt nó. Uyển Nhu, nàng yên tâm, ta đã bỏ ra số tiền lớn mua Thiên Nhật Mộng. Khi Lưu Ly mang yến xào đến cho bà ta, cho chút vào đó, không đến nửa năm, bà ta sẽ thành kẻ điên. A Lang thật biết tính toán, ta và Lưu Ly nhờ cả vào chàng. Yên tâm, Lâm gia sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Lâm An muốn mặt dày có mặt dày. Nói ra những lời như vậy, đến ta Lục Trà còn không chịu nổi. Trong nguyên tắc, khi mẫu thân ngươi phát hiện ra chân tướng, đại ca ngươi đã trở thành phế nhân, nhị ca ngươi cũng hoàn toàn vô dụng, còn phụ thân ngươi thì trở thành người đàn ông tốt trong lòng mọi người, còn được hoàng đế khen thưởng, thăng chức làm hộ bộ thượng thư, từ một chức quan nhàn tản đã leo lên được chức vụ béo bở. Lâm An quả là biết tính toán nhỉ, ha ha ha. Đại ca ta tuổi trẻ tài cao, là hy vọng của gia tộc, dù bình thường ta không học giỏi, nhưng trong lòng rất tôn trọng đại ca. Người tài giỏi như vậy, sao có thể trở thành phế nhân? Bất kể là ai, muốn hại mẫu thân và đại ca ta đều không được. Hắn định làm gì? Không phải là định lên đó liều mạng chứ? Đừng có mơ nữa. Danh tiếng của Lâm An rất tốt, nếu hắn ra tay, chỉ càng bị mang tiếng xấu là không tôn trọng trưởng bối, chẳng phải lại càng đúng ý của Lâm An sao? Quả thật là vậy. Hơn nữa mẫu thân cũng sẽ không tin ta. Nếu ta là hắn, ta sẽ nhẫn nhịn trước, thay đổi hình tượng chơi bời của mình, ngấm ngầm đấu với Lâm An. Thật muốn thấy cảnh Lâm An xách nước bằng giỏ tre, công cốc, nhất định sẽ rất đặc sắc. Ta thật sự làm được sao? Ta ghét đọc sách nhất. Ta với đại ca cùng học, được danh sư dạy dỗ, cũng chỉ là một kẻ tú tài, muốn thi đỗ công danh lại càng không thể. Thực ra nhị ca ta rất thông minh, dẫu rằng việc học vấn chẳng tường, nhưng trí tuệ tinh thông, thân thể cường tráng vô cùng. Nếu theo đuổi võ nghệ hay thương nghiệp, ắt hẳn đều là lựa chọn không tồi. Hệ thống giải khóa, đêm khuya, đầu bếp 5 phần, giá trị 30%, thân thể mạnh mẽ 40%, rất thích hợp để luyện võ. Ta là một hạt giống tốt để luyện võ. Nếu đổi một con đường khác, ta cũng có thể sánh vai cùng đại ca không? Nhưng không sao, đợi khi ta tích lũy đủ trà xanh, sẽ đổi cho hắn một viên tẩy tủy đan. Dẫu không thành tiên cũng thành thân thể sắt đá. 300 trà xanh đổi một viên tẩy tủy đan. Hiện tại chủ nhân có 85 điểm. Người chắc chắn muốn lãng phí trà xanh để đổi ước định chứ? Vì muốn thấy Lâm An tức giận mà chết, 300 điểm này cũng đáng để dùng. Thực đúng là muội ruột thịt. Về sau nàng chính là muội muội duy nhất của ta. Tiểu muội yên tâm, sau này có ta ở đây, ai dám ức hiếp muội, ta sẽ đánh kẻ đó, cam đoan sẽ không để muội chịu ủy khuất. Đồng tử, ngươi có thể kiểm tra đầu óc nhị ca ta không? Ta nghi ngờ hắn bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đối tốt với nó còn có ý kiến. Phụ nữ thật khó hầu hạ.